nha. Cầm giải nhì 80 đồng, nội bộ thị xã Đông Triều, Quảng Linh. Và đây là em Mộc, 4 tháng rưỡi, 5 tháng của anh em thợ bẫy nha, nuôi lên đang có ý đồ gột để đi thi đấu, nhưng mà dạ, 6 triệu anh nào có tiền mình trả tiền ca là vẫn bán. Anh nào có nhu cầu nhé, liên hệ 036 560 511. Hàng ngày về qua vụ lông rừng chắc là đừng có đùa. Nói chung tướng bộ to dài, màu lân, hiếm cân đậm. Và đang ốp cùng với một em giàn cứng. Nói chung nó cũng chưa thể dám, nó chưa được giả giải bao giờ thì nó cũng không quen, nhưng mà nó này cũng đã là quá tốt rồi, quá ok rồi. Con này chú có bán không? Hả? Con này chú có bán không? Bán thì mấy ông phải mua rồi, nhưng bán thì chơi giống chơi. Quan trọng là cứ được giá thì giá chú lên được. Để cháu tìm khách cho. Không thì cháu có khách. Cháu bắt hộ ông anh. Căng cực căng cho thì cứ như này, con nào ngon nhất, còn con kia bỏ nó chơi. Đúng rồi. Thế, con này chơi tận cùng ăn thế thì hay. Nhưng con năm tháng này nó vẫn nếu mà lỗ mạnh cái nó chén ngay. Cái giống chơi như căng nó chơi ngay. Nhưng mà năm tháng mà như này cũng đã là gớm rồi phải không? Đừng có đùa ra anh. Quay mặt lưu rồi. Ui trời ơi. Rồi, cái ăn thịt bọc của tôi rồi. Bọc thịt luôn đi. Anh em nhé, lết chơi của em này nha. Anh em xem và tự thẩm. Đây là đang kèo với chim nà lỡ rồi. Để lên giọng cái là nó hốp hốp cho bằng chết luôn. Rồi anh em nào kết con hàng thì cũng liên hệ Đức Khải Dương luôn. Làm việc hết. Làm việc mình sẽ làm việc hộ cho. Mua chim tặng cờ.